đèn chiêng lên hãy ồn em ơi, cho tiếng cung vang vang khắp làng thôn. Thế thì bạn bây giờ bạn nữ hát như bạn nam dịch nè. Đàng cho ta mèo thái mường kinh, đường chung đi ruộng cấy cùng nhau, chung từ cơm ăn nước uống chung một dòng. Rồi em chào chị. May quá, bốn bự mà anh Quyền Linh chứ không phải bạn này. Mày đứng lên tôi kiểm tra hai cái chân bạn coi sao cô này cũng ngộ chân vòng kiền, kệ người ta đứng khép vô coi. Được. Cái này có vòng kiền không anh Linh? Vòng cung. Thì cũng rất may mắn là khi nghe bạn hát á, thì thực chất là mình rất vui bởi vì đó là bài hát do ba mình sáng tác. Em trước tiên là em giới thiệu về mình trước. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Chắc chắn là khi em bước ra thì mọi người đang có một sự thắc mắc đúng không ạ? Em xin tự giới thiệu, em là Lan Anh, em 26 tuổi, em đến từ Thanh Hóa và em là một người con của dân tộc Mường ạ. À, dân tộc Mường. Hàng chi hôm nay trang phục của bạn lạ quá mà rất là đẹp. Vậy thường thì mình dân tộc của mình những ngày nào thì mình sẽ bận với bộ đồ truyền thống của mình? Cái bộ trang phục mà em đang mặc ở đây thì là trang phục cách tân để biểu diễn trên sân khấu rồi. Còn cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc quê em thì cũng rất là đẹp và rực rỡ, với lại là các cái hoa văn chi tiết nhưng mà cũng không có nhiều màu sắc như thế này. Và thường thì cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc em thì nếu như mà trong cái văn hóa sinh hoạt thường ngày thì bây giờ thì mọi người vẫn gìn giữ là vẫn mặc trang phục trong thường ngày, được thể hiện và mặc nhiều hơn nữa là trong các cái dịp lễ Tết và lễ hội. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón bạn nam chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn nam. Chào bạn. Dạ. Bạn từ đâu đến? Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả trong phòng quay. Dạ, em năm nay 31 tuổi, em tên là Nguyễn Văn Cai, cũng đến từ Thanh Hóa, cũng là dân tộc Mường. Mình có bài hát hay một đoạn nào tiếng Mường không? Như vậy thì em cũng xin được một đoạn hát, một câu hát tiếng Mường. Rồi. Đàng cho ha kinh mướng thai sao, cần chung chưa chung táng khả ti, chung vỏ rạc đèn chiêng lên hãy ồn em ơi, cho tiếng cũng vang vang khắp làng thôn. Thế thì bạn bây giờ bạn nữ hát như bạn nam dịch nè. Đàng cho ta mèo thái mường kinh, đường chung đi ruộng cấy cùng nhau, chung từ cơm ăn nước uống chung một dòng, khắp Mường bên nhau vui ngày đêm. Cổng chiêng đâu hỡi người anh em, ta cùng đánh lên cho vang động rừng núi, truyền khắp tin bản Mường quê ta khắp nơi đổi mới, bao đàn bé thơ hát câu ca rộn vang. Đàng cho ta bốn mùa xuân thắm tươi, cổng chiêng đâu hay cùng ta hát vang. Hay quá. Hay quá. Một sự khởi đầu cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hưng phấn. Tường muốn hỏi bạn là nghề nghiệp bạn hiện giờ là như thế nào? Công việc ổn định không? Ra sao? Thì hiện tại thì em đang làm việc tại công ty cổ phần và chuyển giao công nghệ Thumbolink. Và vị trí hiện tại mà em đang công tác hiện nay là giáo viên dạy chương trình sáng tạo cho trẻ mầm non. Giáo viên trẻ mầm non bên đây bạn đang làm gì? Thì em cũng đang là giáo viên nhưng mà không dạy trẻ mà dạy cấp 3. Giáo viên dạy cấp 3? Dạ. Bạn dạy ở đâu bạn? Dạ, em dạy ở trường Trung cấp nghề Quang Trung, Gò Vấp. À, Gò Vấp. Hai người mình ở cùng quê nhưng mà cụ thể là mình ở đâu? Xem thử coi nhà mình có gần nhau không? Ở ngoài quê thì em đang ở huyện Ngọc Lặc ạ. Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Còn bạn nam mình ở huyện nào vậy bạn? Dạ, em ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Gần nhau không? Thì cách một cái huyện, đó là huyện nhà ngoại em thì là huyện Cẩm Thủy ạ. Và trong Ngọc Lặc thì em cũng có người thân gia đình sống trong đó là gì. Hỏi kỹ cũng phải bà con luôn nha. Hồi đó giờ bạn có quen người một mối tình nào chưa? Có, trải qua hai mối tình. Người đó là người ở đâu? Một người là người Kinh thì ở chỗ em học là năm thứ hai của đại học thì em quen. Và một người thì cũng ở gần nhà.
Chị gái em hay nói đùa là em có cái duyên đưa sáo đằng sông, có nghĩa là cứ quen một thời gian rồi họ đi họ lấy chồng. À, còn bạn nữ tại sao mà mình có ý định vào trong Nam mình lập nghiệp vậy hả? Mình không ở ngoài Thanh Hóa, mình phải xa nhà vào đây. Thì trước kia thì em ra trường thì cũng công tác ở quê cũng một thời gian. Thì thật ra thì hồi đấy khi công tác thì cũng có quen bạn rồi, cũng nghĩ đến tương lai là sẽ kết hôn với người đấy, nhưng mà mối tình đổ vỡ rồi cảm thấy rằng là có nhiều áp lực và nhiều cái điều mà mình cảm thấy buồn, nên là em cảm thấy em muốn thay đổi cuộc sống của em. À, bây giờ cái mẫu người mà bạn thích là như thế nào? Phải là có công việc ổn định là để cho em có thể dựa vào. Về ngoại hình thì em cũng chiều cao của em hơi khiêm tốn, em cũng muốn một người cao hơn em một chút xíu, là từ 1m68 trở lên. 1m68 trở lên, bạn có thấy bạn có cái khuyết điểm gì không? Nói về sở trường thì em không có, chứ khuyết điểm thì em nhiều lắm. Ví dụ mình cứ kệ, mình cứ thành thật mình khai báo đi. Tính cách của em thì khá là hậu đậu. Hậu đậu là sao bạn? Mình hay đụng cái này rồi hay đụng cái kia. Về nấu ăn thì em nấu ăn không có giỏi. Không sao, bạn trai ơi, mình biết nấu ăn không bạn? Thì em cũng ít vào bếp, nhưng mà khi vào bếp thì mọi người khen là cũng có khiếu nấu ăn. Cái mẫu người á, dạ, bạn chọn thế nào? Em muốn chọn một người có 4C thôi ạ. 4C là sao bạn? Trung thủy ạ. Trung chân thủy. Thành, chia sẻ và cảm thông. Rồi, bây giờ trước khi mà mình qua bên kia mình xem mặt bạn trai dùm cho bạn á, thì mình chỉ hỏi bạn một câu cuối cùng thôi. Điểm gì bạn không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích bạn trai em bụng bự ạ. Bụng bự, rồi để chị sẽ coi là gì nữa. Chân vòng kiềng. Chân vòng kiềng, rồi lát kiểm tra chân luôn. Dạ, chắc là nhiều đấy thôi chị. Bụng bự và chân vòng kiềng đúng không? Vâng. Rồi. Dạ em chào chị. Mày quá, bụng bự mà anh Quyền Linh chứ không phải bạn này. Mày đứng lên tôi kiểm tra hai cái chân bạn coi sao. Cô này cũng ngộ, chân vòng kiềng kệ người ta, đứng khép vô coi. Đâu cái này có vòng kiềng không anh Linh? Vòng cung. Chào bạn. Dạ. Bạn riêng mình thì mình không thích cái gì ở người bạn gái của mình? Dạ em không thích một bạn gái mà tóc nhuộm lòe loẹt hoặc là móng tay cũng nhuộm lòe loẹt. Và và cái nữa thì em không thích bạn nữ ở cái gọi là tân hớt, có nghĩa là chưa nói xong thì đã cãi xong rồi á. Có nghĩa là đang nói chuyện mà nhảy vào miệng rồi á. Gì vậy, chỉ gì? Và còn một cái nữa là cũng không nên tự sướng quá nhiều, có nghĩa là đi đâu cũng giơ cái điện thoại lên bắt đầu. Mắt không to thì cũng trợn ngược cho to, miệng không nhọn thì cũng chui ra cho nhọn, thì đó là đó. Trước mặt á. Ủa sao? Cái này người ta đi kiếm vợ liên quan gì đến tôi trời. Biết đâu cái người đàn ông mà đâu đó ta nhìn thấy tôi, ta là thích tôi chú chụp hình. Trời ơi, đó là quyền sở thích riêng của mỗi người. Biết đâu mai mốt bạn về rồi là bạn cũng mà chu luôn mà chụp hình chung với người ta là sao? Ủa sao lý do không thích tự sướng? Cái gì đâu, mắc mới gì. Dễ thương mà. Dạ, nhưng mà tự sướng cũng vừa phải thôi ạ. Chứ ví dụ như đang quê thì nông thôn thì cũng phải đi cấy, mà cầm cái iPhone mà đang cấy cũng như này chụp hình. Này hơi quá nè, hơi lố lên vấn đề nè. Thôi thầy giáo tôi đàng hoàng vậy quá mà, thầy giáo đẹp trai mà. Em có hay tự sướng không? Đang chụp ảnh là nghề của em rồi chị. Thôi chụp ảnh là nghề của em nè, may quá, không sao cả. Không sao không? Sao gì các tường không được đâu nha. Nếu về làm dâu chịu không? Làm dâu. Theo quan điểm hiện nay thì mọi người thì đều là không thích làm dâu. Không thích, ví dụ giờ bà vợ chồng bắt về làm dâu thì sao? Theo lựa chọn của em bây giờ thì chắc là bọn em sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đây, thì chắc là sẽ không đón được bố mẹ vào đây. Căng này nha, cái vụ này căng á. Bây giờ nè, anh hỏi em nè, ba mẹ ở nhà có muốn con cái làm dâu không? Dạ, ba mẹ em thì nói là nếu mà cảm thấy cuộc sống ở đâu nó dễ và mình lập nghiệp được thì có thể sống ở đó. Ba mẹ không nhất thiết là bắt cứ phải về nhà. Vậy là đỡ rồi ha. Rồi, rồi thôi cho hai bên xem mặt rồi, đi. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Bạn có thật xấu hồi nãy không? Có mê game, cũng cẩu thả và cũng hơi lười. Thấy chưa? Một bên hậu đậu, bên cẩu thả. Mình thì cũng mê game mà mình không cho. Hai bên tan tác luôn. Mình mê game mình không cho người ta tự sướng điện thoại là làm sao? Cũng hơi gia trưởng chút không sao. Ừ. Nào hai bạn nhìn nhau đi. Nãy giờ nhìn tôi không có đeo mắt kiến, mà nhìn bạn trai phải đeo mắt kiến vô. Tại vì cho rõ chứ. Cho rõ hơn hả? Thế bây giờ dạ, nhìn thì thấy sao? Cô giáo thì thang điểm 10 thì được có được trên trung bình không? Cũng khoảng trong cái cỡ từ 6 đến 7. Thế là ok, trung bình khá. Trung bình khá. À, thì cũng rất may mắn là khi nghe bạn hát á, thì thực chất là mình rất vui bởi vì đó là bài hát do ba mình sáng tác. Hả? À.
Ủa bà là nhạc sĩ hả? Dạ, ba em là nhạc sĩ nghiệp dư ạ. Có nằm trong hội viên hội nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, nhưng mà do ba không đi học về cái lớp mới gọi là chuyển lên thành chuyên nghiệp. Là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có về tìm tác giả của bài hát đó thì cả hai lần ba em đều vắng mặt, cho nên là không đi học để trở thành nhạc sĩ. Rồi thôi bây giờ mình tâm sự với nhau trong vòng 2 phút ha, nhanh nhanh đi ha. À, thì hiện giờ là em đang làm ở đâu? Em đang sống và làm ở chỗ quận Tân Bình. Thế thì cũng gần anh ở Gò Vấp. Em biết kể chuyện. Dạ. Chị nghe cái giọng em nói nó đều dễ ru ngủ lắm đó. Thì kể chuyện ma là hay lắm nè. Giọng kể chuyện ma đó. Đâu em kể một câu chuyện ma nào nghe coi cũ. Sợ thì không? Cũng thử kể một đoạn chuyện ma để em và quý vị khán giả. Thiệt luôn hả trời? Hỏi chơi làm thiệt luôn hả? Rồi kể đi. Trong chuyến phà cuối năm từ Đức sang Thụy Điển, tôi gặp bác sĩ Vũ Xuân Lộc. Ông đã kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Đó, còn câu chuyện như thế nào thì mọi người sẽ nghe sau. Chuyện thế nào tối đi quá. Tối đi rồi kể cho nhau nghe. Kể chuyện sợ quá trời ơi, kể đổ mồ hôi của mọi ơi. Chuyện ghê quá. Rồi, mình còn hỏi gì nhau nữa không nè? 10 giây cuối cùng. Dạ không. Hình như anh chưa hỏi gì về em hay sao? Đúng rồi. Thì thứ nhất là cái em chia sẻ thì cũng thấy được, rồi thứ hai nữa em đâu có chia sẻ nhiều gì đâu. Thì về tính cách, vì người ta bảo là người ta khi cái gặp đầu tiên là cái ấn tượng đúng không ạ? Thì từ cái ấn tượng và qua cái nhìn thì anh cũng tin là mình cái người mà khi mà mình đứng cạnh mà thấy nhịp tim nó, cái tần số nó nhanh hơn thì chắc chắn là đấy là mình đã tìm đúng người rồi. Thì nãy giờ thì nhịp tim có nhanh không? Em không biết có nhanh không, bởi vì là ngực nó ra đến đây rồi. Thế bây giờ câu cuối cùng nhé. Dạ. Hỏi bạn gái là có chịu bấm chuông không, mà hỏi bằng cái giọng kể chuyện ma hồi nãy á. Em có chịu bấm chuông không? Rồi, 2, 3. Em có chịu bấm chuông không? Trời ơi. Yeah. Chắc tôi chết quá trời ơi. Hỏi kiểu này nó cầm chuông chạy luôn á. Rồi, suy nghĩ thật kỹ và quyết định bấm chuông hay là không nha. 1. Em có đồng ý nhấn chuông không? 2. Anh có đồng ý bấm chuông không? 3. Cả hai đồng ý bấm chuông. Rồi mời em. Ủa em nghe cái giọng anh nói vậy mà em không sợ hả? Mà em vẫn bấm, sao em gan quá vậy? Tim của em rơi ra ngoài mất rồi nên em không còn gì để sợ hơn nữa. Đã đồng ý bấm chuông rồi thì sao? Nắm tay. Run quá hay sao? Trời ơi, người ta chưa có đưa tay mà không chụp luôn kìa. Trời, dù sao cũng chúc hai bạn sẽ tìm thấy được một sự đồng cảm với nhau và sẽ đi với nhau được một quãng đường dài. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, mời hai bạn xin hợp. Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Vậy ví dụ bây giờ chưa lấy nhau mới là mình đang tìm hiểu nè. Dạ. Tự nhiên bữa đó anh đi mà bạn biết anh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí như sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không đó. Rồi nếu có thì sao? Có thì chắc là vô hỏi hẳn anh người này là ai, người này kia, nào hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 lận. Đừng có mập, không bụng phệ, không khói. Đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đồng cảm nha. Dạ, cảm ơn. Đi xem phim liền cho chị. Đừng rời xa nhau nha. Không tình nãy giờ tôi nói vô muốn chết rồi, bỏ cơ hội đi xem phim liền nha. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin hạ màn. Bạn có đất để bên đây đo không? Ở dưới quê thì có nhiều chị. Dạ. Dẫn em về đo đó không anh? Mấy chút bấm chuông anh dẫn em về em. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Hi. Anh chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em chào tất cả các anh chị ngồi đây ạ. Xinh quá. Em cảm ơn chị. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngân, em năm nay 25 tuổi. Em là kỹ sư chắc địa ạ.
Kỹ sư đắc địa. Dạ, cái ngành của em là ngành của con trai á anh Linh. Đúng rồi. Dạ. Sao cái ngoại hình với cái công việc không thấy không liên quan gì nhau vậy ta? Tại vì em học thì hồi xưa cũng là học ngẫu nhiên thôi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các anh chị có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trường Khánh Thụy, là nhân viên văn phòng, là sinh sống làm việc tại quận 7. Bạn có biết là kỹ sư chắc địa là gì không? Chắc địa. Ừ, biết không? Nghĩa địa chắc đất. Địa đất. Dạ. Chắc địa là gì? Chắc đo đạt nhiều. Đúng rồi, đo đạt về đất. Bạn khối đất ở bên đây đo không? Dạ. Ở dưới quê thì có nhiều chị. Quê đâu? Dạ, quê Long An. Long An hả? Có dẫn em về đâu đó không anh? Không, nếu chút bấm chuông anh dẫn em về em. Đất dưới của ai vậy bạn? Dạ, đất dưới thì chắc của ba mẹ. Sao chắc nuôi của ba mẹ chứ cũng chắc. Tên bạn này lạ, bạn đọc lại cái nè. Dạ, tên là Nguyễn Trương Khánh Thụy. Thụy. Thụy trong chữ Đỗ Thụy á. À, Khánh Thụy đó. Dạ. Đỗ Thụy dày cơm đây, mỏng cơm đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, bạn bên kia 25 tuổi. Mấy người yêu rồi? Người yêu thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Ít là ít mấy? Một hay là chín? Dạ, cũng có ba người. Ba người? Dạ. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách nhau cũng một năm mấy rồi. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ. Chắc tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Dạ. Thế còn mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình hồi thời sinh viên chị. Có nhiều người đeo đuổi bạn không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Chị nghĩ là có nhiều đó chứ. Mình cũng nói chuyện vài ngày rồi thấy không hợp được thôi chị. Mới vài ngày chưa hiểu trơn mà. Ráng cố gắng níu kéo chừng vài tháng mới hiểu chứ. Cũng có người buồn cười lắm, đủ đi uống cà phê xong rồi ngồi nói chuyện với mình cứ than. Đậu này anh khó khăn, anh làm không có tiền này kia kia nọ. Thế là em chạy mất dép luôn anh lên kì á. Đúng rồi, mới thay gặp nhau than khó khăn rồi. Bạn có gặp khó khăn không? Dạ cũng có, mà ít có than lắm. Ừ, không có than nha. Dạ. Gặp phụ nữ đừng mà than khó khăn nha. Anh than là em chạy luôn đó. Than là chạy luôn á nha. Nhưng mà cũng có thể là anh khó khăn thật, nhưng mà đã mời em đi ăn uống rồi thì đừng có than. Chứ than xong rồi ly nước đem uống vô em mắc cổ á. Đúng rồi, than nghẹn sao? Đúng không chị? Đúng, chính xác. Dạ. Mình giới thiệu mình một chút xíu đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em á là em chịu khó. Rồi em làm cái gì thì nó cũng phải tới nơi tới chốn. Cái nhược điểm là em hơi nóng tính, mà em hay có nỗi khùng mình em lắm. Ví dụ như là ai làm gì đó mà em bực bội, giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được, thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới ai, chỉ ảnh hưởng tới toilet. Bây giờ ví dụ như đây đang ở đang bực mình anh Quyền Linh đi, đây đang ở trong toilet đi, bạn la sao bạn la thử rồi. Thí dụ là bực mình anh Quyền Linh đó. Lúc đó là cái cảm xúc của em tự nhiên rồi em điên rồi em mới la được chứ giờ em cũng biết la sao. Mới gì tôi bực mình tôi. Ví dụ thôi, rồi la sao một mình la. Dạ thì la to lên làm mình làm cho cái bản thân mình mệt á chị, em mệt tức là em hết điên à. Bạn bực bội gì, bạn làm gì thì giải tỏa. Bạn khi chui vô toilet la, bạn là chui vô đâu? Dạ, em thường ra cái cầu của anh. La cái làm hết rồi anh. Đứng nhảy xuống cầu nha. Đứng nhảy nha. Em không có nổi mà phải nhảy cầu. Bạn cứ những ưu khuyết điểm ta kể hết rồi, còn bạn ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì vui khỏe, hòa đồng. Bạn nào buồn gặp em nói chuyện một chút xíu là vui liền. Nghe là được rồi đó, khoái cái gì mà nói là vui. Mình có cái gì vui vui không? Em thì em hát, mà cái này hát là chắc cũng không được vui cho lắm đâu. Ok. Nhưng mà em hát vài câu. Rồi. Dạ. Ôi túi xanh mộng mơ giống như tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thanh hôn, tiếng đưa xuyến sao tâm hồn lòng dạt dào nhớ thương đau vời. Em chờ mong chờ đưa tới pháo hoa râu nồng mừng cô dâu trẻ vô quy, giáng sinh sánh vai bên chồng làng phấn hồng điểm tô mặc duyên, tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm hoa trời mây. Đối đáp liền, hát bài đối đáp liền. Sao mà ngọt quá em vậy? Em thì ca hát dạ, không hay. Từ hồi nhỏ thì ở nhà em, ba em rồi mấy bác hay có đờn ca tài tử á. Em nghe rồi em tự hát theo. Ủa, quê mình ở đâu? Em ở Sóc Trăng chị. Dạ. Bạn sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình với mong muốn như thế nào? Nói chung là người phụ nữ cũng bình thường thôi, tính tình ngoại hình cũng giống cỡ như Minh Hằng là được rồi. Trời ơi. Không, đó em nói vui thôi, người phụ nữ cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ tới người khác, biết lo cho đình là được rồi. Những cái gì mà mình không thích ở người phụ nữ? Dạ, tính tình hay ghen, hay kiểm soát người khác quá nhiều.
là em không thích. Người ta ghen thì thương thì kiểm soát có gì đâu. Phụ nữ ai mà không ghen, bên này cô nói là ghen lắm nè. Nhưng mà em thì công việc có nhiều và đi giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi và kiểm soát anh ở đâu, chụp hình lại cho em biết, kiểm soát nhiều quá nên em không. Ủa vậy là bạn đã từng bị kiểm soát kiểu đó rồi hả? Dạ đúng rồi chị. Sao bên đó có ghen, có kiểm soát không? Ghen không? Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Bây giờ ví dụ bây giờ chưa lấy nhau mới là mình đang tìm hiểu đã. Dạ. Tự nhiên bữa đó anh đi mà bạn biết anh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí như sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không quá. Rồi nếu có thì sao? Có thì chắc là vô hỏi thẳng anh người này là ai rồi này kia nọ, hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 là đừng có mập, không bụng phệ, không khói. Đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đụng chạm nha. Không anh đâu có mập lắm đâu, được mà. Còn mà có cái chuẩn hình mẫu lý tưởng thì sao không? Em nghĩ là cái mẫu của em là không có cần phải đẹp trai đâu, miễn cao cao hoặc là gầy gầy chút cũng được, là vậy là được rồi. Cái gì mà dưới dữ vậy? Chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ con 1m69 rồi chị. Chắc không bằng 1m7 như bên bển á, mới qua. Đâu đứng lên vòng. Dạ. Sao ốm mà vậy, thiếu ăn hả? Không phải thiếu ăn mà tại ăn nhiều, mà tại nuôi nhan sắc em hết rồi chị. Vô nhan sắc hết rồi đó. Dạ. Là nhờ vô nhan sắc mà được vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị. Không vô không biết làm sao à. Dạ. Đang ngồi hẹn hò à, bạn bị bạn gái tới ngay tại chỗ đó bắt gặp, thì lúc đó bạn sẽ xử trí như thế nào? Dạ. Tới đó chắc em để bỏ trốn như hai con nữ nói chuyện đó. Bỏ trốn hả? Cũng chưa biết giải quyết sao á chị. Thì suy nghĩ đi, tưởng tượng ra khung cảnh đó, giờ giải quyết sao? Tại em cũng chung tình, nó không nào có chuyện đó đâu chị. Đúng rồi. Đó thì tha nói vậy đi, tôi nói chịu. Anh thấy là được rồi đó. Ổn quá. À em đi với ai? Có ai tới ủng hộ? Dạ mà. Hôm nay thì chị em bận đột xuất cho nên là không có đến đây với em được. Có mình em đây thôi. Chị tưởng nó có người thân em mà chị mình trao đổi hai ba ý kiến vậy đó. Dạ em đi với cậu với mợ với hai đứa em của em. Dạ chào cậu mợ. Cậu mợ thấy làm sao? Mình thấy không cũng được. Cái này là do cháu mình nữa. Rồi vậy được rồi. Để anh qua anh coi coi bên kia sao nha. Còn vừa anh thông báo cho. Em chào anh. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Anh bên này anh hơi nhút nhát chút xíu. Nãy giờ anh ngồi bên đây mà anh tay rung rung rung, nắng bóp bóp tay hoài luôn. Đừng có hù anh nha, đừng có la nha. Em bên này cũng hồi hộp lắm nè anh. Hồi hộp hả? Dạ. Tưởng tượng anh bên kia thế nào? Em hồi nãy em bảo cái cao cao gầy gầy mà dưới thấy mọi người cười quá, em nghĩ chắc là giống vậy quá. Giống vậy hả? Dạ. Y như em luôn á, bụng không có phệ. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt, trò chuyện để hiểu hơn về nhau, để xem có tiếng sét ái tình hay không. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Hồi nãy nghe tiếng hát của em rất là hay. Em cũng hay thích nghe hát lắm. Dạ. Nhưng mà anh có nghe đờn ca tài tử không? Cũng có. Nhưng dạ. Mà cũng thích nghe nhạc trẻ hơn. Dạ. Nhưng mà sau chương trình này chắc anh cũng chuyển cho anh nghe tài tử nhiều. Anh sống ở trên này lâu chưa? Anh sống cũng 4 năm rồi. Mình sống ở đâu anh? Anh sống ở quận 7. Mình sống một mình thôi hả? Đúng rồi, còn em? Em thì em cũng sống ở đây cũng 8 năm rồi. Gia đình em ở đây. Dạ, nhưng mà em Út lấy vợ về ở đâu anh? Lấy vợ thì mua nhà ở trên thành phố này em. Có tiền mua chưa em? Dạ, tích góp chắc cũng được nửa căn rồi chị. Tối em có thường đi đâu chơi không? Dạ cũng ít. Tại vì ở trên này em không có nhiều bạn, mà bạn bè em thì toàn ngành này toàn mấy anh nam mà có vợ trơn rồi. Em có thích đi xem phim không? Dạ có, xem phim, ăn uống, hát hò gì đấy em vẫn đi. Vậy chúc em bấm chuông đi, hai đứa mình tối nay đi xem phim. Dạ, ok. Còn công việc của anh thì sao? Anh thì là cũng làm giờ hành chánh. Nhưng mà anh làm về mảng nào ạ? Anh làm về xuất nhập khẩu. Nhập khẩu, dạ. Quận 7 hả anh? Đúng rồi, dạ. Em ở quận mấy? Em ở Bình Tân lận. Bình Tân hả? Xa lắm, có đi nổi không? Không em. Đi không nổi hả? Có, đâu xa, em trong thành phố là anh đi nổi hết à. Anh làm em cũng hồi hộp quá à. Cũng muốn hồi hộp cũng chết luôn à. Anh nghĩ tình yêu xuất phát thì sự chân thành, đừng có giả dối với nhau. Có sao mình cứ nói vậy. Chân thành nhưng mà phải chung thủy nữa. Chung thủy là anh có, nãy mới nói em. Anh có cái khuynh hướng bạo lực gia đình không? Không em. Bạo gì nổi với em. Anh thường bị gái quýnh nhiều à, chứ anh không quýnh gái à. Cho anh nói một câu nữa đó, anh nói gì đi.
thôi mình bấm chuông ha em. Không có nói câu đó nữa, nói đó cắt chuông luôn á. Thực ra em người con gái rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn. Anh rất thích em. Cái chuyện mà em la hét trong phòng anh không sợ hả? Không em, đó là chuyện bình thường mà. Em la có mình em, anh đâu có nghe đâu, anh biết. Em hốt em mà lấy chồng vậy, em bật là em la vô trong lỗ tai anh đó chứ em có vô phòng la nó đâu. Ờ vậy sao? Anh cũng thích nghe người ta la lắm em. Được, được. Được à. Cũng phải vậy chứ. Phải vậy đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để tay nút bấm đi. Cái nút đâu lên. Trời đất ơi, tự tìm đi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai người nắm tay nhau đi bạn. Anh đây hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. À đúng rồi, để chốt ra em hôn anh nha. Một cặp vẽ xem phim, thằng các bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có những khoảnh khắc thật là ngọt ngào với nhau. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Tại sao con trai mà thích bảo bông? Thì mình nghệ sĩ mà có làm cái gì đó nó tính chất này. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc bảo bông. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nam. Cái anh đóng phim đồ bao á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao anh động ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà anh có sống muối. Rồi, đẹp trai sống muối. Anh có một muối à? Có muối cỡ Phạm Văn Bách được không? Dạ thôi. Em tên là Hương Lan, 26 tuổi, hiện đang làm tổng đài viên cho một công ty dược thảo của Nhật. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Nguyên Linh và chào chị Cát Tường. À, chào bạn nữ. Xin chào anh. Mình tên là Nguyễn Như Là, 31 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy gì bạn Như Là? Dạ, em là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng hả? Lăng Lê vào trường anh. Có mà dạy cấp mấy? Dạ, dạy cấp 3. Rồi sao chưa có người yêu mà tới đây? Em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi, nhưng mà tại vì chắc không có hợp tính á. Điều gì làm cho bạn hợp và điều gì làm cho bạn không hợp? Chắc là phải có cái sở thích giống nhau, với lại cái quan điểm sống cũng giống nhau. Sở thích giống nhau thế nào? À, thí dụ như là em thích chơi thể thao, thích đi du lịch, thích đi phượt, thích xem phim, ăn uống đó. Thích nhiều quá hả? Dạ. Bên đây là nghe rất là căng thẳng, rất là chăm chú nha. Chị thấy hôm nay cái style của em rất là dễ thương, và em cũng rất dễ thương nữa. Chị không tin là em không có bạn trai đâu à? Tính của em cũng hơi bị con trai ấy chị, không có được nữ tính á, cỡ chị Cát Tường. Trời, chị nhiều người thích lắm em, nói gì cái buồn em, chị nữ tính lắm, chị cá tính thôi. Em cũng nở nữ tính giống chị. Đúng rồi. Những ưu điểm của mình, bạn mình em thấy là những cái ưu điểm của em và những khuyết điểm của em. Em du tính, thẳng tính, em biết nấu ăn, vậy thôi chị. Những cái khuyết điểm, cái những cái chưa mạnh của mình. Em hơi bị lười đi chơi á chị, ví dụ mà đi gần thì đi, còn hả rủ đi mà ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi xa quá là thôi ở nhà ngủ chứ không đi. Ừ, quen bồ bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Nhưng mà giờ em cải thiện giờ từ giờ á chị. Mình có năng khiếu gì không hay là có sở trường gì không? Em biết hát. Thử khúc đi, vỗ tay đi cái gì. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible thing. Matches, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Không nhận bằng gái mà chị hát tiếng Lào hay ghê. Thấy vui thôi chứ nghe là dễ thương lắm nha. Bạn có biết hát hò gì không? Cũng biết chút chút. Đâu thử làm đoạn thôi. Sẽ em hát cái bài Lâu Đài Tình Ái. Hơi căng thẳng.
Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không nhận nha, lúc lúc nhìn dễ thương đẹp trai nhưng mà hát mỏ nó nhọn quá. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu sến sến không? Dạ không. Bây giờ bạn trai bên đó đẹp trai nè, yêu thương mình nè, điều kiện đầy đủ hết trơn, chỉ có mỗi tội hơi sến sến thôi, em tính sao? Để coi anh có chỉnh được không. Chỉnh là sến đâu có gì sao? Đâu mà em không thích em. Ôi. Sến thì ngọt ngào dễ thương chứ bộ. Em ước chịu nổi anh ơi. Chịu nổi gì? Nổi gì dạ. Em thích nghe nhạc sến luôn hả? Dạ thích nghe, nhưng mà thích nghe ca sĩ lên. Em thích người đàn ông ở những điểm nào? Dạ em thích đàn ông nam tính, không hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không chị Cát Tường, em không hút thuốc. Hên quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? À, em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không? Không. Có không? Thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Channing Tatum. Ai? Channing Tatum á chị. Cái anh đóng phim The Vow á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao anh động ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà anh có 6 muối. Rồi, đẹp trai mà có 6 muối. Muối. Anh có một muối à? Có muối cỡ Phạm Văn Mắt được không? Dạ thôi. Để sáu muối đó. Cơ bắp cuồn cuộn em cũng sợ lắm chị. Ủa chứ sao em khó quá, sáu muối thì phải cuồn cuộn chứ không tập cuồn cuộn sao lên sáu muối? Tập cái bụng thôi. Có muối nào không em? Dạ em có 4 muối vậy ơi. 4 à hả? Mà hồi xưa nó 4 muối, bây giờ nó còn lại con muối à. Gì kỳ vậy? Mẫu hình lý tưởng người bạn gái của mình như thế nào? À, có gương mặt ưa nhìn, cái thân hình là thể thao á. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ kiểm tra thể lực, bên đây ta thích sáu muối nè. Dạ cái gì nghĩa vụ quân sự hả, thể lực khỏe không? Dạ khỏe. Hít đất nổi không? Dạ, em hít tới được 30 cái lần vậy. Rồi đâu làm thử. Rồi, làm 30 cái chứng minh luôn. Làm thử luôn đâu được mấy cái. Kiểm tra mem anh lên. Thôi không nổi. Bây giờ mấy cái tinh tế. Thể lực. Ủa, thiệt luôn á. Thiệt chứ sao có gì đâu mà giả. 2 3 3 4 5 6 7 8 9, thiệt luôn hả? Thiệt 10, luôn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quá dữ, quá dữ. Đuối chưa? Té khói rồi. Quay mặt đâu nhìn cái coi. Trời ơi quá dữ, quá chơi làm việc luôn vậy đó hả? Thiệt mà, 30 thấy sức còn nữa đó, cố gắng là mới té khói rồi. Tôi kết cái vụ hít đất rồi đó. Bữa nay hít đất 35 cái. Bạn trai, có ai đi theo không? Người thân không? Dạ có em gái. Đâu em gái, mình coi coi. Rồi chào em gái. Dạ chào chị Cát Tường, anh Hường Linh và khán giả. Bạn thấy sao? Dạ em thấy chị dễ thương được. Anh em thì hơi hiền, chỉ cần chị đừng ăn hiếp anh em là được rồi. À, có bạn bạn rất nhiều. Xem bên đây có ăn hiếp không? À dễ thương nha. Anh bên đây á là khỏe mạnh, hiền đấy, thầy giáo nữa. Thành ra anh thấy muôn đăng hổ đối vậy là được rồi. Bảo đảm anh nhìn em anh sẽ thích thôi. Dạ. Nha. Được. Rồi anh thấy như vậy là ổn đấy. Vấn đề là cái cảm nhận của hai bạn thôi. Nếu bên đối tượng mình nói được thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? 6 tháng là được. Thật sự bây giờ em đã muốn lấy chồng chưa? Em muốn lên đây nè. Muốn lắm rồi ha. Rồi kéo màn lên. Hai phút gặp nhau. Bắt đầu. Anh tặng em. À, hoa nó lại tự làm đó hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy anh tay không? Xem hoa đi. Dạ. Trời hoa đẹp quá, vậy làm bằng cái gì vậy ta? Làm bằng tăm tre vậy. Em làm là cả tuần á. Làm cả tuần đó hoa này hả? Đẹp quá ta. Dạ anh muốn hỏi gì anh hỏi đi.
Em, anh mới đầu nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh thì khi mà quen thì anh xác định là quen đến cưới. Còn không biết em thế nào. Dạ em cũng vậy. Nhà em ở thành phố, ở chỗ nào? Dạ em ở Tân Bình. Có gì anh rủ đi chơi rồi đưa rước qua bên đó được. Em đi chơi là em thích đi ăn rồi, em không thích gì đâu. Anh cũng thích ăn uống lắm. Anh thích ăn ốc lắm. Anh còn thích đi chơi chỗ nào khác ngoài đi ăn? Cũng thích đi phượt đó em. Anh có cái sở thích là hay đi xe Honda, đi phượt miền Tây hoặc là những cái chỗ khu du lịch rồi đó. Hoặc là đi xe đạp, đạp xe đạp đi du lịch. Bạn gái cảm nhận thế nào khi gặp người con trai này? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng thật thà. Thôi giờ mình bấm nha. Ngon dữ vậy, từ từ bình tĩnh. Bạn có thể nói một câu nào thật hay, thật lãng mạn nào, thử cô gái cảm nhận ra sao? Anh thì khi quen bạn gái thì anh rất là nhiệt tình và rất là chân thật. Có nghĩa là rất là quan tâm tới người mình thích. Cũng đang rất muốn là năm nay nếu mà quen được thì cưới vợ. Hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự đó là một cái người có thể đi một cái đường dài với mình trong tình yêu thì mình nhấn nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Bạn nam đã bấm nút rất là sớm từ tiếng đếm thứ hai. Có vẻ rằng bạn nữ đã quyết định từ đầu rồi, không bấm nút. Lý do tại sao vậy bạn? Em tính thẳng thắn, em không thích thì em sẽ nói là em nghe nói ngay từ đầu. Đó giờ em vẫn vậy. Bạn người trai thấy thế nào? Nói chung là cũng có cơ hội nhưng mà cũng hơi buồn thiếu, nhưng mà cũng không sao, cũng còn cơ hội rất là nhiều. Có thể là gặp nhau ở đây thì chúng ta còn có thể gặp nhau ngoài đời nữa, trở thành những người bạn tốt với nhau, giúp đỡ trợ nhau trên con đường của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công hơn nữa. Cảm ơn. Em này kia nhưng mà cũng chưa thấy ai gọi là phù hợp cả. Bây giờ thế nào là phù hợp với em? Thì... anh diễn tả thử xem thế nào là phù hợp với em. Em cũng không yêu cầu cao về ngoại hình nhưng mà cao khoảng 1m54 trở lên. 54. Vâng. Dễ nhìn, hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là biết cách sống tốt. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Em thích bạn gái có một cái mũi hơi cao một chút. Em rất thích cao một chút đúng không? À. Rồi em không thích điều gì ở phụ nữ? Là như em nói là em rất là ghét sự càm ràm. Càm ràm, vâng. Phụ nữ ai cũng càm ràm cho nó tính rồi, không ghét làm gì. Đôi khi mình biến cái ghét thành dễ thương cũng được ha. Đôi khi ta càng càm ràm mình càng thấy dễ thương hơn. Không, để anh xem coi có giống ý của em không nha. Dạ, ừ, cảm gái. Bây giờ em trai tả thì em cảm nhận là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em nghĩ là đáp ứng có thể là 50% thôi anh. Ít vậy đó. Là khi tốt mà. Tại em cao có 1m52 thôi à. Dạ. Nên là em hát bài 1m52 đó. Nhưng mà điều cao không quan trọng, không nói lên điều gì cả. Dạ, quan trọng rồi. Là em hát hay nè, thông minh này kia là được rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ em nói đi, em sẽ tìm một người đàn ông như thế nào nè, xem giống đàn trai bên anh không. Dạ thì em hy vọng tìm được một người là vừa người, cao hơn mình, tức là em hay đi giày cao gót nữa nên hy vọng là khi mà đi giày cao gót thì bạn vẫn cao hơn em. Vẫn cao hơn, yên tâm. Dạ. Rồi gì nữa? Bạn cũng thích thể thao. Mình biết bơi lội. Biết bơi lội. Em cũng thích bơi lội đó anh. Hai đứa về bơi cùng nhau được. Thích bơi lội, leo núi chẳng hạn. Bạn nam có thích leo núi không bạn nam? À có. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam và cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thủy Dung, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là chuyên viên nhân sự ạ. Chuyên viên gì? Chuyên viên nhân sự. À, chuyên viên nhân sự. Em ở quận, làm ở quận mấy Dung? Dạ em làm ở bên quận Nhất anh. Quận Nhất. Gần quận 5. Rồi. Dạ. Mời bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Xuân Bảo. Mình năm nay 26 tuổi. Mình là quê ở Bắc Giang và sinh và lớn lên tại Đồng Nai. Đang làm việc tại quận Bình Thạnh. Em làm về gì? Em là nhân viên về kỹ thuật điện. À, kỹ thuật điện. 26 tuổi làm sinh năm bao nhiêu em? Phòng nhân sự. Dạ em mùa 92 chứ. 92, em là bao nhiêu? Dạ 90 à. 90, rồi bạn nữ lớn hơn nam 2 tuổi ha. Sao thấy vậy được không? Không có vấn đề gì ạ. Em cũng thấy bình thường. Bình thường ha. Đó, nhất trai lớn là yêu là trai lớn một. 10 tuổi, 12 tuổi cũng có nữa mà đúng không chị? Đúng rồi, bởi vậy được, cặp đôi này được. Rồi, ưu điểm, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em có một số tài lẻ như là đàn, hát,
Em có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Wow, nhưng mà là cái nào là em chơi hay nhất, thành thục nhất? Dạ, thành thục nhất thì em nghĩ là guitar. Guitar. Dạ. Nhưng mà hôm nay là đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát dành cho đàn ukulele. Là để đổi mới một xíu chị. Rồi, mời em. Nhưng mà bên đây bằng trai đàn hay bên đó đàn? Hả? Bên đây có cái đàn nè. Bên này có thể cho không? Có cần cho mượn cái đàn không? Bên đây ta có đem đàn của ukulele luôn rồi. Vậy bên đây mình phối hợp đàn chung được không? Lấy tông đàn được không em trai? Bây giờ vậy nè, bạn nữ chưa bạn nữ cứ đàn trước một bài, một hồi nữa bạn nam cứ đàn một bài, sau đó khi nào kéo rèm ra mình chơi một bản song tấu được không? Được. Ủa ukulele với guitar có song tấu nhau được không? Dạ, được đó giờ em chưa thử chị, không biết bạn nam bên kia thì sao. Được không em trai? Vâng, em thấy ok chưa? Được ok phải không? Rồi, vậy bây giờ em chuẩn bị bài gì? Dạ, em có chuẩn bị ca khúc là Cô gái 1m52. Mời mọi người cùng lắng nghe. Là cô gái ôi mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em. Chẳng giống mấy cô người mẫu, chỉ son phấn khoe sắc màu, chỉ cao 1m52 nhưng tôi đang yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi sang câu chuyện mẹ cha xin đừng đến vợ chồng, nhưng em đợi lâu quá nên đau sầu. Rồi bên kia có muốn làm gì không? Thôi để đáp trả đàn gái thì bên này cũng xin hát một bài. Rồi. Bên đây cũng có đàn, bên kia cũng có đàn. Đàn lớn đè đàn bé. Để tặng bạn gái thì mình xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống bên nhau một đời. Vân mắt đây sang lòng lành, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh, nhưng lúc đứng đi mai trường xưa cùng đạp xe dưới gốc cây chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta ra đây chung trời mây, ta cũng đón tương lai, tay cầm tay ta cũng vui xây những bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngày từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Được, hai đứa hợp đó, về kẹt lắm, xách hai cây đàn đi cũng hợp. Chút xíu nữa, lát nghiên cứu một bài nào là... Rồi, bây giờ mình nói về những ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn trai. Em thì em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng. Rồi. Nhiệt tình trong công việc. Gì nữa? Có kế hoạch trong cuộc sống. Tốt. Có tinh thần ham học hỏi. Ừ. Thì cái guitar này là em đi bộ đội 2 năm này em tự học thôi chứ không ai dạy cả. Em đi bộ đội 2 năm rồi. Dạ. Vậy là có thời gian rèn luyện rồi, tốt luôn. Vâng. Có khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm thì em thì nếu mà nghe càm ràm nhiều thì em hay gọi là cáu, nổi cáu. Với lại là em không uống được rượu bia. Tốt. Hút thuốc không? Em không hút thuốc đâu chị ạ. Hay quá ha. Rồi. Có vẻ lành mạnh quá đúng không chị? Lành mạnh ha, được. Còn gì nữa không em trai? Em thì em hay thích đi đây đó ấy, nên em cũng hay đi du lịch. Thì thường thường là em cố gắng một năm đi khoảng 2 nơi. Thì em cũng đi được gần hết cả nước rồi. Cố gắng đi thêm vài nước ngoài nữa để lập gia đình luôn. Rồi, cố gắng ha. Phải lo đi làm, có tiền là mình sẽ thực hiện ước mơ ha. Dạ.
Rồi còn em gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ lúc nãy em có nói ưu điểm là đàn hát rồi, thì ngoài bên cạnh đó thì em cũng biết nấu ăn, tức là một số cái món cơ bản thôi. Mình có những cái ưu điểm nào không? Còn về nhược điểm thì em có cái nhược điểm đó là hay quên chị. Ví dụ như là khi mà mua đồ thì mình có một lần em đi shopping đi, thì mình cất đồ trong cái cửa tiệm đó, thì khi lúc về thì mình quên mất là mình có để đồ đó. Thì một tuần sau may quá quay lại thì vẫn còn đồ. Trời đất, may quá ha. Hoặc là đi ăn thì cũng để quên đồ ở quán ăn, thì thông thường là bạn sẽ phải nhắc em. Thì bạn gái hay quên vậy, không biết có khi nào mà đi chơi cùng bạn trai mà quên mất bạn trai không ta? Tại chưa có bạn trai nên là cũng chưa biết à. Ủa vậy là bạn gái chưa có mối tình nào hết à? Alo, alo. Ủa rồi. Vậy em gái có mối tình rồi em gái? Dạ không, nói vậy chứ em cũng có một mối tình thời sinh viên, cách đây cũng lâu rồi. Mối tình thì kéo dài được khoảng 2 đến 3 năm thì tụi em chia tay. Lý do là người bạn trai có người thứ ba. Thì từ đó đến nay thì em chưa có quen ai hết. Mấy năm luôn không có quen ai? Chắc cũng khoảng 6 năm rồi đó chị. Mà lý do tại sao 6 năm không có quen ai? Mình cũng dễ thương, xinh xắn, cũng có những cái tài như vậy, thì tại sao không ai đeo đuổi mình sao? Dạ tức là sau khi mà trải qua mối tình đầu tiên thời sinh viên á, thì bẵng đi một thời gian thì em cũng có thích một người, nhưng mà giống như là mối tình đơn phương thôi. Em đơn phương người ta? Dạ em đơn phương người ta. Người ta biết không? Dạ thực ra người ta cũng không biết luôn chị. Sao em không thổ lộ? Tại vì cái cũng là do một phần cái tính cách của mình nó thiếu cái sự chủ động. Nên là mình chỉ đứng từ xa và nhìn người ta thôi. Mấy năm? Dạ khoảng 3 năm. 3 năm yêu đơn phương một mối tình. Trời sao hay vậy trời, có những người vậy sao ta chịu đựng nổi trời. Tôi thích là tôi phải nhào vô liền, còn được không được thôi đi kiếm người khác chứ. Dạ. Rồi vậy thôi, thôi luôn, không ai đeo đuổi mình nữa hết. Ngoài cái mối tình đơn phương đó tới giờ luôn. Thì thực ra là cũng có chị. Nhưng mà tại em lo là... em để ý anh đó nên em không để ý những người khác đúng không? Tức là sau anh đó, tức là sau 3 năm đó thì cũng có một hai bạn đến với mình. Nhưng mà em nghĩ là chưa có đúng thời điểm. Tức là họ đến với mình thì họ cũng thích mình, nhưng mà họ chưa có muốn một mối quan hệ là gắn bó lâu dài đi tới tương lai. Tại vì họ còn phải chăm lo cho sự nghiệp của họ nhiều hơn. Rồi, bạn trai thì sao em? Tình trường mình như thế nào? Dạ, em thì cũng có 2 mối tình rồi. Thì mối tình sâu sắc nhất là từ thời sinh viên được hơn 3 năm. Sau đó thì khi mà tốt nghiệp rồi thì đi làm thì tiếp xúc nhiều hơn, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, thì phát hiện ra là có nhiều điểm khác quá nên là chia tay. Cũng được em chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi. Vâng. Thì trong thời gian gần đây thì cũng thỉnh thoảng cũng có gọi là làm quen bạn này bạn kia, nhưng mà cũng chưa thấy ai gọi là phù hợp cả. Bây giờ thế nào là phù hợp với em? Thì... em diễn tả thử xem thế nào là phù hợp với em. Em cũng không yêu cầu cao về ngoại hình, nhưng mà cao khoảng 1m54 trở lên. 54. Vâng. Rồi dễ nhìn, hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là biết cách sống tốt. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Em thì em thích bạn gái có một cái mũi hơi cao một chút. Em rất thích cao một chút đúng không? Rồi em không thích điều gì ở phụ nữ? Như em nói là em rất là ghét sự càm ràm. Càm ràm. Phụ nữ ai cũng càm ràm, nó tính rồi cũng ghét làm gì. Đôi khi mình biến cái ghét nó thành dễ thương cũng được ha. Đôi khi ta càng càm ràm mình càng thấy dễ thương hơn. Không? Để anh xem coi có giống ý của em không nha. Dạ. Ồ, em gái. Nãy giờ em trai tả thì em cảm nhận là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ là đáp ứng có thể là 50% thôi anh. Ít vậy đó hả? Dạ. Là khiêm tốn mà. Tại em cao có 1m52 thôi à. Dạ. Nên là em mới hát bài 1m52 đó. Nhưng mà chiều cao không quan trọng, không nói lên điều gì cả. Quan trọng là em hát hay nè, thông minh này kia là được rồi ha. Thôi bây giờ em nói đi, em sẽ tìm một người đàn ông như thế nào nè, xem giống đàn trai bên anh không. Dạ thì em hy vọng tìm được một người là vừa người, cao hơn mình. Tức là em hay đi giày cao gót nữa, nên hy vọng là khi mà đi giày cao gót thì bạn vẫn cao hơn em. Vẫn cao hơn, yên tâm. Dạ. Rồi gì nữa? Bạn cũng thích thể thao. Mình biết bơi lội. Biết bơi lội. Em cũng thích bơi lội đó anh. Hai đứa về bơi cùng nhau được. Thích bơi lội, leo núi chẳng hạn. Bạn Nam có thích leo núi không bạn Nam? Có, tại vì gần chỗ nhà mình thì mình có một cái chùa núi thì khá là cao. Thì mình năm nào mình cũng leo mấy lần đấy. Ra Lào đúng không bạn? Đúng rồi. Ở sao bạn biết?
Tại mình cũng đi leo mấy lần rồi. À, được. Hai đứa về bơi với leo núi đi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? À, dạ, ở người bạn trai thì em không thích sự khoe khoang chị. Khoe khoang, nổ dạ, đó. Nổ đó chị. À. À, tức là ví dụ như là bạn có cái gì thì sau một cái thời gian thì mình sẽ cảm nhận được. Hoặc là qua những cái hành động của bạn đối với những cái sự việc xung quanh thì mình sẽ biết được. Chứ không cần phải nói. Bạn phải nói ra. Dạ. À. Rồi, nhưng mà điểm yếu người ta nói thì được chứ, khuyết điểm người ta nên nói. Đúng rồi. Còn điểm tốt thì cứ để đó cho người khác người ta nhận ra, đúng không? Đúng. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được? À, dạ thì bây giờ thì em cũng em đã nghĩ tới chuyện kết hôn chưa hay là mình quen mình muốn bao lâu? À, thì có nếu như mà tìm được người phù hợp thì có thể là tiến tới kết hôn liền chị. Liền là trong bao lâu? Dạ em nghĩ là khoảng nửa năm đến một năm. Nửa năm đến một năm, có nghĩa là mình đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân rồi. Vấn đề là cái người bạn trai có hợp với mình hay không thôi, đúng không? Làm dâu được không em? Dạ em nghĩ là được ạ. Hy vọng là mẹ chồng hiền. Em có cái chuẩn cái mẫu người lý tưởng mình là người như thế nào không? Bạn đó thì tính cách em hy vọng là thẳng thắn, chân thành, sống tích cực. Rồi để chị coi thử xem. Chào em. Rồi, vẫn tự tin đúng không? Cô gái lớn hơn mình 2 tuổi vẫn chinh phục được đúng không? Vâng, không vấn đề gì ạ. Không vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ cổ thì cổ nghĩ là cổ nếu mà người phù hợp là sẽ kết hôn sớm. Nhưng mà em còn trẻ vậy em có tính tới chuyện kết hôn chưa? Thì gia đình em cũng dục lắm rồi thì 6 tháng 1 năm là kết hôn được cũng không vấn đề gì cả. Nhưng mà đã có chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa mà được? Thì về kinh tế thì hiện tại thì mức lương của em cũng khá là ổn rồi. Thì còn cái việc nếu mà cần thiết, nếu mà muốn sinh sống ở Sài Gòn thì mình có thể mua nhà Sài Gòn, cái đấy kinh tế mua được. Thì vẫn phải phụ giúp một ít ở gia đình nữa thì, nhưng là tùy bạn, nếu mà bạn muốn làm dâu cũng được và không làm dâu cũng được. Tại vì nhà em cũng không quan trọng cái việc làm dâu lắm. Nhưng mà em mong muốn lập nghiệp ở đâu? Em vẫn muốn là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì làm Sài Gòn sau này mai mốt mình về hưu mình sẽ về quê. Em nói cái mẫu của em và cô gái nó cũng đạt 50%. Thì em tưởng tượng thử hình dung cô gái ngồi bên này như thế nào. Thì bạn nói là bạn cao 1m52. 52 đúng không? Thì cái vấn đề chiều cao không quan trọng đâu bạn ơi. Tại vì mình thì mình tiêu chuẩn của mình là 54 thôi. Chứ còn cái vấn đề 52 hay là 54 nó cũng không quan trọng. Có 2 phần có chút xíu. Vâng, thì nó quan trọng là cách sống. Chính xác. Nhưng mà em hình dung cô gái này như thế nào? Về vóc dáng, về... Em nghĩ là bạn đó... Gương mặt, quần người, áo, người cân đối tai. Cách bạn nói thì chắc là bạn cũng rất là dễ thương. Thì em thấy có nhiều cái sở thích cũng là chung chung. Với lại em cũng rất là đam mê guitar. Rồi. Thì nếu mà hai đứa có thể làm quen với nhau thì có thể trao đổi guitar hàng ngày. Hợp rồi ha. Vâng. Rồi chị cũng thấy hợp lý rồi đó. Dạ ăn thua không biết là người thân của các bạn thì có suy nghĩ như thế nào. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ em gái và các chị đồng nghiệp. Có ba mẹ em ha. Rồi cho chị gặp ba mẹ của em nha. Rồi chào cô chú. Dạ chào cô chú. Vâng. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý khách ở trong phòng quay. Thì riêng bố nhận xét bạn nam bên này thì nhìn gương mặt là chững chạc. Đấy. Cũng nói chung là cũng trải qua những cái thử thách của cuộc sống rồi. Đấy. Còn cái đam mê ca nhạc thì rất hợp với gia đình mình. Đấy. Phán à? Rồi nhưng mà bây giờ thì riêng Dung bên này của chú thì hồi bé rất là ham học. Thậm chí hồi nhỏ nó đang ngồi trên ghế nó đọc sách nó ngã luôn không biết. Và bây giờ thì cháu em nó vẫn đang học thêm nữa, thêm một đại học nữa. Thì bây giờ em đến đây để cũng là muốn để tìm cho mình cái nửa kia của mình. Đấy. Thì bố nói với Dung là mình trao cho bạn cơ hội, tức là mình đã mở cái cơ hội cho mình để mình tìm được nửa kia suốt đời của mình. Chúc hai người, hy vọng hai người nữa sẽ tiến được xa hơn. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em có đi với vợ chồng anh chị gái và vợ chồng em gái và ba người bạn. Rồi, em muốn ai có ý kiến? Xin mời chị gái em ạ. Rồi, mời chị. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Và chào quý vị khán giả trong trường quay. Em là chị gái của Bảo. Thì tính tình của Bảo ở nhà rất là ngoan, biết chịu khó và hòa đồng với bạn bè, anh chị em rất là thương yêu nhau. Còn nhận xét về bạn gái bên này thì dễ thương và cũng thật thà và
thích hợp với em trai của mình. Cảm ơn chị. Em xin phép em xin giới thiệu với anh Quyền Linh và chị Cát Tường với các bạn ở trường quay. Em là em rể của anh Bảo. Dạ. Em có đôi lời nói về anh Bảo em xíu mà. Anh Bảo thì chỉ yên tâm thôi, là bộ đội xuất ngũ mà, rất là ok. Còn chị đây thì em thấy là ca nhạc cũng hợp với gia đình mình á. Rồi anh chị cứ cố gắng. Em cảm thấy ok rồi. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi, bây giờ mở rào. Mở rào cho hai bạn gặp nhau nha, trực tiếp trò chuyện với nhau. Có món quà tặng bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có muốn quà tặng bạn. Sao bạn biết mình thích đọc sách vậy? Chắc là thần giao cách cảm. Cuốn sách mình tặng bạn tên là Hạnh Phúc Là Không Chờ Đợi. Thì mình rất là thích cái câu cuối cùng của cuốn sách này. Nó đại ý là khi mà người ta hỏi mình khi nào thì bạn cảm thấy hạnh phúc, thì thông thường mình sẽ trả lời là mình chỉ cảm thấy hạnh phúc khi mà mình có thứ mà mình muốn. Nhưng mà đáng lẽ thì chúng ta phải nói câu ngược lại, đó là khi chúng ta hạnh phúc thì chúng ta sẽ có thứ chúng ta muốn. Do đó hạnh phúc là không chờ đợi. Nên là chúc bạn là sẽ có mỗi ngày là một cái ngày vui và ngập tràn trong hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Rồi, các bạn về ngồi chỗ ngồi. Mình cảm nhận là lần đầu tiên gặp bạn của mình thấy thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương. Nói chung là ngoài sức mong đợi của em. Mình thì nói chung là cuộc sống của mình khá là gọi là có nhiều một số cái sóng gió, nhưng mà mình rất là thích vượt qua, kiểu như mình vượt qua để mình trưởng thành hơn, thì khi đó thì mình sẽ đạt được cái điều mình muốn. Thì hạnh phúc của mình không phải là sự giàu có hay là sự gọi là nổi tiếng như kia, mà là một cái cuộc sống gọi là mình cảm thấy là đủ và ở bên cạnh người mình thương. Thì mình nghĩ là nếu mà được thì mình muốn bạn là người anh em đi, phải tự tin lên. Nếu được thì anh muốn em là người mà để anh làm cho em hạnh phúc. Nói chung là khi mà nghe những cái lời của anh thì em thấy nó khá là chân thành, và cũng em cảm nhận anh là người sống rất là tình cảm. Thì đúng như những cái gì mà em mong muốn ở một cái người mà gọi là cái nửa kia của mình. Vậy em nghĩ là mình nên lập nghiệp ở Sài Gòn hay là lập nghiệp ở quê? Em thì em vẫn đang định hướng là mình sẽ vẫn làm việc tại Hồ Chí Minh. Chúng ta quan niệm về tình yêu hôn nhân như thế nào? Mình sẽ hẹn hò như thế nào? Quan điểm trong tình yêu mình ra sao? Anh thì anh nghĩ là tình yêu là phải từ sự tôn trọng, rồi từ sự chân thành để xây dựng lên. Chứ nếu mà có một cái chút gì đó giả dối trong đó thì nó sẽ rất là dễ gây đổ vỡ. Còn theo anh thì có những cái điều nào mà nó sẽ làm cho cái cuộc cho cái tình yêu nó không có được lâu dài? Đó như anh nói là cái sự lừa dối. Ngoài cái đó ra còn gì đúng không? Thì anh cũng sợ phụ nữ ghen nhiều quá, nhưng mà ghen vừa phải thôi. Tại vì anh rất là hòa đồng, hay bạn bè hay nhiều á, thì nhiều khi anh cũng hay đi giao lưu bạn gái bạn trai có đủ cả. Nên là bạn gái thì phải thông cảm, như là có những lúc là ghen đúng và lúc ghen không đúng. Nên là nếu mà ghen nhiều quá thì rất là sợ. Anh có nói là anh ngại chuyện phụ nữ càm ràm á. Đúng thì rồi. Anh Quyền Linh có nói là phụ nữ thì chắc chắn là càm ràm rồi. Thì theo anh thì nếu như mà phụ nữ càm ràm thì liệu là nếu mà người đó anh thực sự thích và thực sự yêu thì anh có chấp nhận được không? Anh nghĩ sẽ vượt qua được. Giờ là vượt qua được đúng không? Em trai có sở thích đó là hôn tóc phụ nữ đúng không? Dạ đúng ạ, em nhất là thích người hương tóc và gì nữa? Và nhéo mũi bạn nữ, nhưng mà bạn nữ xinh em mới nhéo, còn bạn nữ xấu em không nhéo. Đâu qua làm thử là được không? Cái này khó. Thì xin phép bạn nữ mình có được ạ? Chắc là được.
Chưa ở đầu đó. Chưa. Phải cảm nhận đàng hoàng chứ đâu có đơn giản thế. Thế nào? Em nghĩ là bạn nãy chị Cát Tường nói sai, bạn nữ rất là thơm. Tôi nói tôi chứ. Có vấn đề nữa. Còn nhóm mũi nữa à? Vâng, tại vì thấy bạn nữ rất là xinh nên là em có cái ý muốn lấy đà rồi mà chưa có dịp bây giờ em. Mà tại sao vậy anh? Cái này nó giống như là một cái sở thích từ nhỏ của mình ấy. Anh cứ thấy từ nhỏ giờ em nhéo mũi ai? Mấy đứa cháu chị. Mấy đứa cháu dễ thương này em sẽ về em nhéo mũi nó. Nên là coi như đang nhéo mũi cháu đi cũng được. Không, còn đây là người đẹp thì em cũng nhéo mũi mà. Thử xem. Nhéo sợ gãy mũi người ta đi. Đã không? Nhưng em... là một cảm giác không thể tả được chị ạ. Rồi bây giờ kết hợp giao lưu bản văn nghệ đi rồi chúng ta bàn tới chuyện hôn nhân nè. Thôi để em tặng mình gái chút một bài đi. Em trước tặng. Giờ thì em toàn là phải đàn cho người ta hát thôi. Nên là bây giờ thì em cũng hy vọng là sẽ có một người đàn cho em hát. Không biết là có được không ạ? Em thích hát bài gì? Niệm khúc cuối được không ạ? Hay bài nào anh biết? Mới vô làm bài đó buồn lắm em. Không, bây giờ anh với em xong ca đi. Em có biết được bài làm người nhéo baby không? Không. Bài nào khó hơn đi anh? Bài gì quê đừng có tôi. Chữ phúc được kiếm cái bài nào đừng có chữ phúc cuối nha. em nêu một số bài nữa đi thì để em... muốn được yêu ai đó cả cuộc đời. Tại vì anh tự học guitar thôi nên là cái vốn kiến thức nó không được rộng lắm. Được rồi. Thôi để anh đàn cho em chút một bài đi nhá. Mình sẽ. Nhưng mà bài này anh ngày xưa anh ở bộ đội anh học guitar là do anh nghe cái bài này. Và lúc đó thì anh nghĩ là anh sẽ đàn cho người mình yêu. Rồi đó giờ anh đàn cho bao nhiêu người rồi anh? Anh đàn cho nhiều người nghe rồi nhưng mà chưa đàn cho người mình yêu nghe. Đấy là từ cái lúc mình học guitar đó. Dẻo miệng lắm đó. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hứng hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ đợi chờ đôi mắt em ngại ngùng ngó sang anh thân thờ bơ vơ đôi mắt mơ anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong ba môi mồng rất khó vì lo trong trái tim em là có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng. Người yêu ơi, yêu mình ăn được không? Từ giờ sau này xua lần nơi đây mùa đông là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là anh thì là ai? Để anh đưa em về, để tình yêu mãi mê. Mà kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé, baby. Tại anh hát thì rất là dở nhưng mà cũng không được hay nhưng mà anh thích đàn. Mà anh thích hát đúng không? Bây giờ chúng ta nói một chút về tương lai đi. Nếu như mà chúng ta tiến tới hôn nhân thì khoảng được bao lâu? Hai đứa bàn đi. Rồi kinh tế ai quản lý? Rồi con cái sao? Về kinh tế thì em nghĩ bạn nữ sẽ quản lý tốt hơn. Thì nam thì không có hay phung phí nhiều hơn nên em nghĩ bạn nữ sẽ quản lý cái việc kinh tế. Còn về con gái, con gái con trai thì em thích con gái hay con trai? Em thích con gái. Em thích con trai hả? Không, anh thì con nào cũng là con của mình hết, đều yêu thương hết. Thì cứ để có gái có trai là được. Em thích để mấy đứa. Rồi để ngoài có gái có trai sao? Không, cái việc yên tâm anh Huỳnh lên ạ. Cái này bên nhà em nó có một cái bài thuốc gọi là gia truyền nên là hai anh chị em là có đủ trai và gái hết nên là không có chỉ thuốc ở đâu. Chỉ cho anh Linh bài thuốc gia truyền. Không bao giờ có thuốc ở đâu. Tôi kiếm hoài không có đó. Vậy là anh Linh bốc lộn thầy rồi. Rồi bây giờ mỗi người nói một câu gì đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút rồi các bạn. Một câu thật chân mình thành. Mình nói những cái gì mình đang suy nghĩ đi. Xin mời hai bạn. Bà Nam nói trước đi. Anh không hứa
không hứa mang cho em sự giàu sang, không hứa mang đi khắp, mang em đi khắp thế gian này, nhưng mà anh nghĩ là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. À, cảm ơn anh. Bây giờ cái đó là cái câu cũng quen thuộc lắm rồi. Dạ. Em nói thật, cái trái tim mình bây giờ hiện nay trái tim thế nào và em đang suy nghĩ về người đối diện, không cần phải hoa mỹ những câu như thế nữa. Nào, nói bằng cái sự chân thành của mình với bạn gái ấy. Thật sự là anh gặp em là anh thấy ngoài sự mong đợi nhiều. Nên là nên là anh không biết nói gì. Câu về đó là câu về đấy là anh đã chuẩn bị rất là kỹ rồi đó, nên là về đấy là anh chuẩn bị kỹ nên là mới nói là được, chứ mà bình thường anh rung anh không nói được. Giờ tim em thế nào? Em gọi là nó không tả được anh ạ. Em không biết được. Tả sao. Rồi, thôi được rồi. Chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Đặt tay vào tùy bạn gái suy nghĩ ha. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là trao duyên nha. Bấm là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Trước mặt chúng ta là có bà con, anh chị, họ hàng và cả hàng triệu khán giả đang chứng kiến. Đừng dối lòng mình nha. Nào, hãy bấm nút bằng trái tim. 3 2 1 Hết thời gian. Đẹp đó. Vậy là quá xứng đôi rồi, chứ đòi 1m54 chi nữa. Nắm tay đi bạn. Nắm tay nhau đi nào. Rồi, hãy xin phép ba mẹ bạn gái, hãy hôn bạn gái một cái. Cháu xin phép hai bác cho cháu hôn Dung một cái. Đó, bác trai gật đầu đó. Gì vậy? Em thích hôn tóc mà anh. Hả? Hôn nó không ra hôn không có được, nó phải ra hôn chứ. Lại. Nhưng mà sao bạn Hữ hình như bạn bấm nút hơi chậm chút. Bạn suy nghĩ điều gì mà bấm hơi chậm? Dạ, tại vì nghe anh Quỳnh Linh nói là một khi mà mình bấm nút là mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cái chuyện đó. Tại vì cũng có cả những cái người lớn của mình ở đây, thì mình phải suy nghĩ đắn đo thêm một vài giây nữa. Chính xác. Được. Là như dạ, vậy dạ. Và cuối cùng bạn đã quyết định. Chúc mừng các bạn nha. Đây là chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Cảm ơn chương trình này. Dành tặng cho hai bạn, đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, một cái thẻ giảm giá 25% trên toàn quốc. Rồi, cố gắng nha, cố gắng tìm hiểu nhau thật kỹ và báo tin vui cho chúng tôi. Đây, hoa và đàn của bạn. Rồi, cảm ơn chị. Đấy, 1m52, 1m54, 1m53 gì đó. Cộng lại rồi, thành 2m mấy. Đi vào hướng đó. Cùng rồi, chung một hướng nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, cảm ơn chị. Để bạn gái đi trước đi. Đó.